xe nè các bạn, đây có chuyện này các bạn, xe nè các bạn, chúng xe nè các bạn, có chiếc xe nè các bạn. Wow các bạn ơi, xe chở xăng nè các bạn. Wow các bạn ơi, xe nè các bạn ơi, xe nè các bạn, nè các bạn. Wow đây có chiếc xe nè các bạn, hợp các bạn. Wow các bạn, wow đây có chiếc xe nè các bạn. Wow các bạn ơi, đó ghê chưa các bạn ơi, kìa, đó nó chạy đụng ghê chưa các bạn, đó ghê chưa. Wow bạn ơi, chiếc Kimi Toilet này nó còn hoạt động ghê chưa các bạn ơi, đó nó đang thoát khỏi vòng vây các bạn, nó đang bị bao vây bởi những chiếc xe nhỏ, đó. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mời tất cả các bạn cùng chơi những món đồ chơi mới mình nha. Wow các bạn ơi, ở đây mình thấy có con quái vật bồ câu nè các bạn ơi. Rồi ở đây có chiếc xe nè các bạn. Wow các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe chở trái cây nè các bạn. Đó, xe nông chạy nhìn rất là mạnh luôn nha các bạn. Rồi ở đây chở theo trái gì các bạn? À đây trái chuối nè các bạn. Rồi đây trái dâu nè các bạn. Rồi đây trái khế nè các bạn. Rồi đây trái nho nè các bạn. Rồi còn đây củ khoai lang tây nè các bạn. Rồi còn đây trái thơm nè các bạn. Rồi mình cho con quái vật bồ câu lên luôn các bạn. Đó, nhìn rất đẹp luôn. Rồi các bạn ơi, ở đây có chuyện gì các bạn? Wow các bạn ơi, đây có một chiếc xe cảnh sát nè các bạn ơi. Xe cảnh sát có còi xe cảnh sát nè các bạn. Đó, ở đây có anh tài xế đang ngồi lái xe các bạn ơi. Wow, xe chở theo rất là nhiều xe luôn nha. Một chiếc xe mô tô nè, hai chiếc xe mô tô, nhìn đẹp chưa các bạn? Rồi các bạn ơi, đây có chiếc xe nè các bạn. Wow, các bạn ơi, đây có một chiếc xe ô tô nè, chở theo một chiếc xe cẩu mút cát nè. Đó, xe cẩu mút cát màu xanh nước biển nhìn rất đẹp luôn nha các bạn. Rồi các bạn ơi, đây có chiếc xe nè các bạn. Ở đây hình như có một chiếc xe lưu nè các bạn ơi. Lưu làm đường nha. Đó, có bánh răng nè các bạn. Màu rất là ngầu luôn nha các bạn. Đó, nó chạy các bạn. Rồi các bạn ơi, ở đây có gì các bạn? Wow, các bạn ơi, hình như đây là con quái vật cameraman nè. Phá hủy nó luôn nha các bạn. Rồi, ở đây có chiếc xe nè các bạn. Hai đây là xe chở bê tông các bạn ơi. Xe chở bê tông đây còn thiếu cabin nè. Lấy lắp ráp vô luôn nha các bạn. Đó, nhìn đẹp chưa các bạn ơi, đang đội cái nón cảnh sát các bạn. Rồi tiếp tục nè các bạn ơi, ở đây có chiếc xe nè các bạn. Wow các bạn ơi, có một chiếc xe này là xe gì đây? À xe container nè, có còi xe màu xám nè, có kính xe nè các bạn. Rồi đây cái móc kéo nè các bạn ơi. Wow, móc kéo này chở theo rất là nhiều xe luôn. Một xe nè, hai xe nè, ba xe nè, bốn xe nè, bốn chiếc xe đẹp chưa các bạn. Rồi các bạn ơi, ở đây có chiếc xe đây các bạn. À đây là xe cứu hộ, đây còn thiếu cabin nè. Đây có cabin nè các bạn, lấy lắp ráp vô luôn nha. Đó đây chú cảnh sát nè các bạn. Wow rất đẹp luôn nha các bạn. Rồi, các bạn ơi, ở đây có cabin của chiếc xe nào đây? À hình như của chiếc xe này nè các bạn. Đây là xe cẩu mút cát các bạn ơi. Rồi lấy cabin lắp ráp vô các bạn. Khó nhìn đẹp chưa nè các bạn ơi, xe cảnh sát nha, đội cái nón cảnh sát nha các bạn. Rồi tiếp tục nào các bạn ơi, đây có chiếc xe nè các bạn. Wow các bạn ơi, qua đây một chiếc xe container các bạn ơi, chở theo xe cảnh sát nè các bạn. Ở đây có một chiếc xe lửa nè các bạn ơi. Đó, nhìn rất là ngầu luôn nha. Rồi các bạn ơi, ở đây có chiếc xe chở xăng nè các bạn. Đó, xe chở xăng nhìn rất đẹp luôn nè các bạn. Ở đây có cầu thang leo lên nè. Có xe chở xăng màu xanh nước biển nhìn rất đẹp luôn nha. Rồi các bạn ơi, ở bên này có chiếc xe nữa nè. Wow các bạn ơi, lại là một chiếc xe chở xăng nữa. Qua xe chở xăng màu cam nha các bạn. Đó, tranh chắc nè các bạn, có cầu thang leo lên các bạn. Lên. Rồi các bạn ơi, phía trước chúng ta có cái gì nè các bạn? Wow, đây có một cái đầu điều khiển nha các bạn. Rồi đây có chiếc xe đây. Ô các bạn ơi, hình như đây là chiếc xe cần cẩu nè các bạn. Đâu bây giờ mình khởi động lên coi các bạn. Đây khởi động lên các bạn. Rồi bây giờ mình khởi động này luôn các bạn. Rồi kiểm tra chiếc xe này bạn. Ê các bạn ơi, cái cần cẩu nó có thể quay được các bạn ơi. Kìa. Này nè các bạn ơi, mình xả dây tời xuống được nè các bạn ơi. Wow, chiếc xe này còn hoạt động nha các bạn. Hạ cần cẩu xuống nè các bạn. Đó, cái cần cẩu đang hạ xuống nè các bạn ơi. Wow, hay chưa bạn? Rồi, mình thu cái dây tời lên nè các bạn. Đó, thu dây tời lên nè. À. Đó, hay chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ cho xe cần cẩu chiếc xe container lên nè các bạn. Đó, hay chưa bạn ơi? Nè, cẩu xe container lên rất là ngầu luôn nha các bạn. Đó. Wow, cao chưa bạn ơi? Đó, hay chưa bạn? Rồi xoay vòng tròn luôn đó bạn. Đó. Wow, đó, xoay vòng tròn luôn nha. Wow, rồi cho xe chạy luôn các bạn. Wow, xe chạy được luôn bạn ơi. Đó. Wow, các bạn ơi nè, chiếc xe còn hoạt động được nha các bạn. Ô, nó hoạt động được nhưng mà nó chạy nó đụng vô mấy chiếc xe container của mình các bạn ơi. Kìa. Đó, nè. Đó các bạn ơi, kìa. Wow, nó ủi hết mấy chiếc xe này của mình luôn. Rồi nó đang làm gì đây? Ô, nó ủi mấy chiếc xe này luôn nè. Rồi nó đang ủi chiếc xe. Ô, đó các bạn ơi. Kìa. Nó ủi xe trái cây các bạn ơi. Kìa, nó đụng xe trái cây luôn. Wow, ghê chưa các bạn? Rồi tiếp tục nó lại đằng đây làm gì đây các bạn? Ô, nó ủi xe ơi, chở xăng các bạn ơi. Rồi đang làm gì đây? Ô, nó ủi xe container. Wow, hay chưa các bạn ơi? Kìa, các bạn ơi. Kìa. Đó, nó đang đi qua đây làm gì đây các bạn? Wow, các bạn ơi. Đó. Ô, no, các bạn ơi. Kìa. Wow, nó ủi vô đây luôn các bạn ơi. Nè. Đó, nó ủi vô mấy chiếc xe này của mình luôn. Bạn ơi, nó đã bị mắc kẹt chỗ này rồi các bạn ơi. Thôi, mình để nó đây nha các bạn. Tiếp tục lại sửa chữa xe thôi các bạn. Ở đây có chiếc xe nè các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe này là xe gì đây? À, hình như đây là một chiếc xe ủi cát các bạn ơi. Nè. Ở đây là chiếc xe ủi cát các bạn. Wow, xe rất đẹp luôn. Ở đây có chiếc xe đấy các bạn. Wow, các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe container các bạn ơi. Đó, xe container có vô lăng nè các bạn. Dưới này chở theo rất nhiều xe luôn. Một chiếc xe, hai chiếc xe, ba chiếc xe. Đó, đẹp chưa các bạn? Rồi các bạn ơi, ở bên này có gì đấy bạn? Không, một con quái vật Bitcoin. Phá hủy luôn nha các bạn. Rồi ở đây có cabin của chiếc xe gì đây? Ha, hình như của chiếc xe nè các bạn ơi. À, xe cần cẩu nè bạn. Rồi lấy cabin các bạn lắp ráp vô các bạn. Đó, nhìn đẹp quá các bạn ơi. Rồi tiếp tục nè các bạn. Ở đây có con quái vật gì đấy bạn? Ở đây có cameraman các bạn. Phá hủy luôn nha các bạn. Rồi ở đây có chiếc xe đấy bạn. Wow các bạn ơi. Ở đây một chiếc xe chở xăng nè các bạn. Đó, xe chở xăng nhìn ngầu chưa? Ở đây có chiếc xe các bạn. À, xe cẩu mút cát nè các bạn. Xe cẩu cát còn thiếu cabin. Ở đây có cabin nè các bạn. Rồi lắp cái cabin vô các bạn. Đó, nhìn đẹp chưa các bạn ơi? Rồi tiếp tục nào các bạn ơi. Ở đây có chiếc xe nè các bạn. Wow các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe AC ô tô nè. Ở theo chiếc xe này xe xúc lực nè các bạn. Để lên nha. Win. Rồi, có một chiếc xe chở bê tông. Lấy cái
đầu chậu bê tông nè các bạn. Bây giờ mình sẽ lắp ráp vô nha. Mình đã sửa chữa xong chiếc xe chậu bê tông nè các bạn. Wow các bạn ơi, đây có hộp gì các bạn. Wow các bạn ơi, có một chiếc xe cậu múc cát các cảnh sát nè các bạn. Đó đây có cậu múc cát các bạn. Rồi đây có chiếc xe nè các bạn. À đây là xe cảnh sát luôn các bạn ơi. Có để xe lên nè các bạn. Wow nè 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 nè. Rồi các bạn ơi, đây có chiếc xe bạn. Wow cái cậu múc cát bạn ơi. Rồi đây là gì đây? À đây cái bệ cẩu các bạn. Rồi lấy cái cẩu cát bạn lắp ráp vô bạn. Wow wow wow, xong các bạn ơi. Đó xe rất đẹp luôn nha. Rồi sửa chữa chiếc xe cần cẩu bạn. Bây giờ mình sẽ lắp bánh xe các bạn. Đây một bánh xe. Tiếp tục thêm bánh xe nữa các bạn. Đây ok. Nè 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 nè. Rồi các bạn ơi, ở đây có cái hộp các bạn. Wow các bạn ơi, ở đây chiếc xe màu xanh nước biển các bạn. Ở đây có một chiếc xe đua màu vàng nè. Wow. Xe màu xanh nước biển sẽ chở xe màu vàng nha. Ê nè nè nè. Rồi các bạn ơi, ở đây mình thấy có gì đó bạn? Wow, có một cái đồ điều khiển. Ồ, cái chiếc xe gì nữa bạn ơi? Wow, một chiếc xe đua các bạn ơi. Chiếc xe đua này hình như nó rất là nhẹ luôn các bạn. Ở đây lướt gió nè, xe này chắc là chạy nhanh lắm đó các bạn. Đâu bây giờ mình kiểm tra coi khởi động lên nè các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ khởi động cái chiếc xe lên luôn các bạn. Khởi động cái đồ điều khiển lên luôn các bạn, kiểm tra coi. Ê các bạn ơi, chiếc xe còn hoạt động các bạn ơi. Nè nè nè. Wow wow các bạn ơi, chiếc xe đang phá vòng quay các bạn ơi. Đó 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 đó, kìa các bạn. Đó đó đó, ghê chưa bạn ơi. Wow 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 wow. Ô ghê ghê ghê. Đó 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 đó, ghê chưa bạn ơi. Kìa 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 kìa. Đó nó chạy đụng ghê chưa bạn. Đó đó đó, ghê chưa. Wow, đó quá mạnh luôn các bạn ơi. Đó wow wow, đó chiếc xe này quá mạnh luôn các bạn ơi. Đó nó siêu sức mạnh luôn. Wow, nó siêu sức mạnh luôn. Wow, ghê chưa bạn ơi. Wow 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 wow. Wow, mạnh chưa các bạn ơi. Kìa 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 kìa. Đó đó, rất là mạnh luôn nha. Wow wow wow. Ô nó 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 nó. Wow, mạnh quá các bạn ơi. Kìa 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 kìa. Đó đó, ghê chưa bạn. Rồi rồi, làm gì đây. Wow nó nó nó. Wow 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 wow. Ghê chưa bạn ơi. Kìa 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 kìa. Ô đâu các bạn ơi, chiếc xe đang bị mắc kẹt ở đây rồi các bạn ơi. Đó, chiếc xe đua này rất là mạnh luôn nha. Thôi bây giờ mình sẽ đi qua đây nha các bạn. Ở đây có cái gì đây các bạn? À đây có một chiếc xe cậu múc cát nè. Đây có cần cậu múc cát nè. Lắp ráp vô các bạn. Đó, một chiếc xe cậu múc cát rất là đẹp luôn nha các bạn. Rồi ở đây có chiếc xe nè các bạn. Ồ các bạn ơi, lại là một chiếc xe chở xăng nè các bạn. Đó, đây có cầu thang leo lên nè. Đó, chúng ta phải cần có xe chở xăng nha. Ê, xe này xe gì các bạn? À hình như đây là xe cậu múc cát các bạn ơi. Rồi, lắp ráp vô các bạn. Đó, một chiếc xe cậu múc cát rất là đẹp luôn nha các bạn. Rồi các bạn ơi, ở đây có gì các bạn? Ồ các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe khủng long nè các bạn. Hai xe khủng long nè. Rồi ba xe khủng long nè. Rồi đây là chiếc xe container nè các bạn. Đó mình lắp ráp lại nha, rất là đẹp luôn. Rồi cho xe khủng long lên, cho xe khủng long lên nè. Đó, đẹp chưa các bạn ơi. Rồi tiếp tục sửa chữa lại chiếc xe chậu bê tông này nha các bạn. Đây một bánh xe. Rồi tiếp tục thêm một bánh xe nữa các bạn. Đây ok. Nè 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 nè. Wow các bạn ơi, ở đây có chiếc xe chở rác nha các bạn. Đây một bánh xe. Rồi tiếp tục thêm một bánh xe nữa các bạn ơi. Ok. Nè 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 nè. Wow các bạn ơi, chiếc xe chở rác đụng trúng chiếc xe gì đây các bạn. Lắp ráp bánh xe cho chiếc xe bê này luôn nha các bạn. Đây một bánh xe. Rồi tiếp tục thêm một bánh xe nữa nè các bạn ơi. Ok. Nè 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 nè. Wow các bạn ơi, ở đây mình thấy gì nè các bạn ơi. Wow, có nguyên cô bi toilet luôn nè các bạn. Đó, khi đi toilet nhìn ngầu chưa? Có cái đồ điều khiển nè các bạn. Đâu bây giờ mình sẽ khởi động lên các bạn, sáng đèn luôn nè các bạn ơi. Wow, bự chưa nè các bạn ơi. Wow, bánh xe rất là bự luôn nha. Khởi động đây nè các bạn ơi. Ok, xong rồi. Sáng đèn lên luôn nè các bạn. Đó, nhìn đẹp chưa các bạn? Đó, con Kibi Toilet này rất là mạnh luôn đó nha các bạn. Đâu bây giờ mình sẽ kiểm tra coi nó còn hoạt động không. Các bạn ơi. Đó đó, ui, nó còn hoạt động các bạn ơi. Đó đó đó, nó càng hoạt động nè. Wow. Wow wow wow, các bạn ơi, chiếc Kibi Toilet này nó còn hoạt động ghê chứ bạn ơi. Đó, nó đang thoát khỏi vòng quay các bạn. Nó đang bị bao vây bởi những chiếc xe nhỏ. Đó, nó đang tấn công những chiếc xe nhỏ để nó thoát khỏi vòng quay các bạn. Đó, ghê chưa bạn ơi. Wow, nó siêu sức mạnh luôn. Wow wow wow, nó chạy ghê chưa bạn. Đó đó đó, đó ghê chưa. Đó, nó chạy rất là hay luôn nha. Đó, nó siêu sức mạnh luôn. Wow 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 wow. Oh no no no. Wow, nó đụng bánh hết đó chiếc xe của mình rồi. Oh no no no, nó đã phá hủy hết. Còn Kibi Toilet này nó đã hồi sinh rồi các bạn ơi. Đó là quái vật Kibi Toilet rất là mạnh luôn đó nha. Đó, các bạn nhìn thấy ghê chưa. Wow, Kibi Toilet khỏe quá các bạn ơi. Đó, đó 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 đó, các bạn thấy chưa. Wow, rất là mạnh luôn, siêu sức mạnh luôn. Wow wow no no no. Nó có phục chúng rất là êm luôn các bạn ơi. Đó, ghê chưa. Wow, phá hủy hết những chiếc xe luôn. Hay quá. Rồi các bạn ơi, bạn đó hình như đã bị mắc kẹt ở chỗ này rồi các bạn ơi. Thôi không được rồi, mình sẽ để bạn đó đây nha. Mình đi kiểm tra coi những chiếc xe của mình. Wow, bị hư hỏng rất là nhiều luôn các bạn ơi. Thôi, bây giờ mình phải về nhà ăn cơm học bài làm bài tập nữa. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn ở video tiếp theo nha. Bye bye.